Rồi, cái đầu tiên thì về cái vấn đề sắc tố da thì cái sắc tố da của cô đang không có được tốt lắm, chỉ số phần trăm rất là thấp. Ngoài ra thứ hai là cái vấn đề về nếp nhăn của cô thì nó cũng rất là không có khả quan lắm, thì cái phần trăm của nó rất là thấp, cho nên là cô cần cải thiện về hai cái vấn đề là sắc tố và nếp nhăn. Ngoài ra thì cái vấn đề như cấu trúc da, độ chân lông hay là cái vấn đề chống nắng của mình và những vấn đề sắc tố do cái tia UV có mang lại cho mình, và cái tình trạng là đỏ da hay là vi khuẩn trên da của cô đều là rất là tốt, tất cả đều cái chỉ số đều rất là cao và tốt, ngoài trừ cái hai cái là nếp nhăn và sắc tố da do cái cơ thể cô tự sản sinh ra, thì mình cần phải cải thiện những vấn đề này, cải thiện nếp nhăn cũng như là cải thiện cái vấn đề ức chế cái sắc tố để cho nó không sản sinh sắc tố nữa. Và đây đó là cái tổng quan cho cái da của cô ha. Đây là cái vấn đề tổng quan, những cái cô cần điều trị cũng như là những cái mình đang rất là tốt trên da của mình. Thì mình có thể thấy cái cột màu đỏ này là cái cột da mình chưa có được tốt và mình cần cải thiện. Đó là cái vấn đề như lúc nãy bác sĩ có chia sẻ, đó là vấn đề về sắc tố da. Rồi, còn cái vấn đề sắc tố da do tia UV nó mang lại cho cô thì cô đang làm rất là tốt, mình đang chống nắng rất là tốt, cho nên chỉ số này của cô khá là tốt, mình không cần phải cải thiện nhiều, mình cứ cố gắng tiếp tục và phát huy sắc tố nâu, sắc tố da cũng như là những cái vấn đề đỏ da, vấn đề về kích ứng trên da của cô cũng rất là tốt. Và đây là cái vấn đề cô cần điều trị tiếp theo, đó là cái vấn đề về nếp nhăn. Nếp nhăn của cô cũng đang rất là xấu, nó báo động ở cái cột đỏ, thì mình cần phải điều trị để mình giảm cái nếp nhăn đi không ạ. Ngoài ra những cái vấn đề như là cấu trúc da, lỗ chân lông hay những cái sự xâm nhập vi khuẩn trên da của cô đều là rất là tốt, không có vấn đề gì hết. Và mình cuối cùng thì mình cần phải điều trị hai vấn đề chính, đó là nếp nhăn và thứ sắc tố da của mình. Bây giờ ví dụ cái sắc tố da này mình phải cải thiện sao vậy? Dạ, sắc tố da thì mình có thể, cái này là sắc tố da từ bên trong của mình, thì mình có thể cải thiện bằng cách mình sử dụng những cái công nghệ làm khỏe da, làm giảm cái tình trạng tăng sắc tố, ví dụ như PRP, hay là mình sử dụng những cái tim nano collagen để cho nó cải thiện cái vấn đề sắc tố da. Còn như nếp nhăn thì mình có nhiều cái phương pháp mình điều trị, ví dụ như là mình có thể sử dụng những công nghệ như là therapy, thermat, hoặc là kết hợp thêm với những cái phương pháp như tiêm PRP hay là tiêm nano collagen, nó cũng sẽ giúp cho mình cải thiện từ bên trong cấu trúc da đến bên ngoài, làm giảm những cái nếp nhăn trong da cũng như là những cái nếp nhăn li ti trên bề mặt da của mình rất là tốt. Thì mình chỉ cần cải thiện hai cái vấn đề của da thì da cô sẽ rất là tốt. Trước khi muốn làm mình phải làm cái liệu trình nào trước? Dạ, thì đương nhiên mình sẽ phải cải thiện từ bên trong ra trước, thì mình nên điều trị những cái phần về nếp nhăn trước, nếp nhăn cũng như là những cái sự gỗ cơ, những cái cấu trúc da là cái nếp nhăn nó xuất hiện nhiều thì mình phải cải thiện trước, và sau đó thì mình sẽ điều trị những cái vấn đề sắc tố nó làm trên bề mặt da.